Mời quý vị và các bạn theo dõi toàn bài bào chữa của luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho ông Nguyễn Cao Chí. Luật sư Hải thuộc công ty luật Basico, bào chữa và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Cao Chí. Nghề nghiệp của ông Chí là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Chí bị truy tố trách nhiệm hình sự theo tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 Bộ luật hình sự 2015, do cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng ông Chí đã nhận 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan và chiếm đoạt số tiền này bằng cách thanh lý hai hợp đồng gồm: thứ nhất là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang, và hai là hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp. Qua theo dõi phần luận tội của đại diện viện kiểm sát, với mức án đề nghị xử phạt ông Nguyễn Cao Chí từ 10 đến 12 năm tù, thì luật sư Hải có nhận định đây là mức đề nghị rất vô lý. Bởi vì xét về góc độ hiệu quả trong vụ án đang quy chiếu vào ông Nguyễn Cao Chí trong vụ án này, thì hậu quả đó chỉ giới hạn giữa hai doanh nhân là ông Chí và bà Lan. Thêm nữa, hậu quả đã được khắc phục toàn bộ. Sai phạm và hậu quả liên quan đến ông Chí đâu có ảnh hưởng đến rủi ro của một ngân hàng đại chúng, tức là ý nói là ngân hàng SCB đó. Có đâu là mất an toàn huy động vốn, và đâu có ảnh hưởng gì đến an ninh tiền tệ quốc gia như các vấn đề xét xử chính trong vụ án này. Vì lẽ gì mà ông Nguyễn Cao Chí bị đề xuất một mức án quá nặng nề như vậy, khi so sánh với những trường hợp đương sự khác trong toàn thể vụ án. Để hội đồng xét xử xem xét thấu đáo, thì luật sư Hải có nêu 6 vấn đề pháp lý và sự thật khách quan sau đây. Thứ nhất là việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang thực chất không giải phóng trách nhiệm của ông Chí khỏi nghĩa vụ hoàn trả tiền cho bà Lan. Yếu tố pháp lý này đã triệt tiêu tối đa tính chất nghiêm trọng trong hành vi của ông Chí. Thứ hai là cần xem xét động cơ của ông Chí trong việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang nhằm tránh nguy cơ phải nhận trách nhiệm thanh toán gấp đôi số tiền thực phải trả cho bà Trương Mỹ Lan. Ba, việc thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 của ông Chí cũng cần được xem xét giảm nhẹ tối đa tính chất nghiêm trọng do xuất phát từ nhận thức muốn bỏ đi sự trùng lập của hai hợp đồng ủy thác cùng tồn tại. 4 là việc thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 của ông Chí cũng cần được xem xét giảm nhẹ tối đa tính chất nghiêm trọng do liên quan đến sự việc mà ông Chí đã khai nhận, đó là khoản tiền 484 tỷ đồng mà ông Chí đã thanh toán cho ông Hồ Quốc Minh. Số 5, về góc độ hậu quả thiệt hại cần xác định, mặc dù ông Chí thừa nhận có trách nhiệm hoàn trả cho bà Lan số tiền là 1.000 tỷ đồng, nhưng con số thiệt hại trong vụ án này không lớn đến mức 1.000 tỷ đồng như xác định của cáo trạng. 6. Luật sư Hải sẽ trình bày các tình tiết giảm nhẹ. Sau đây là 6 điểm đã nêu trên được luật sư Hải trình bày cụ thể. Thứ nhất là việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang thực chất không giải phóng trách nhiệm của ông Chí khỏi nghĩa vụ hoàn trả tiền cho bà Lan. Yếu tố pháp lý này đã triệt tiêu tối đa tính chất quan trọng trong hành vi của ông Chí. Hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ sự thật khách quan. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang trong vụ án thực chất chỉ là hình thức kết chuyển giá trị giao dịch cần hoàn lại của ông Chí cho bà Lan, phát sinh từ 3 giao dịch trước đó giữa hai bên, cụ thể như là giao dịch thỏa thuận mua bán 31,22% vốn điều lệ
tại công ty cổ phần cao su công nghiệp, tức là cao su công ty cao su công nghiệp đó. Giao dịch thỏa thuận mua bán toàn bộ cổ phần công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và giao dịch thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trong cả ba giao dịch, thực sự trước đó, sau khi ông Chí nhận một số khoản tiền từ bà Trương Mỹ Lan, thì bà Lan không muốn tiếp tục thực hiện giao dịch và các bên thống nhất kết chuyển giá trị từ ba giao dịch nêu trên thành mua bán 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan. Điều này đã được ghi nhận rõ tại kết luận điều tra trong vụ án. Cụ thể, trang 250 kết luận điều tra xác định số tiền 21,25 triệu đô la tương ứng số tiền là 476 tỷ mua 31,22% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp được Lan và Chí thống nhất cùng một khoản tiền khác để chuyển thành mua 10% vốn điều lệ của công ty Văn Lan. Trang 251 kết luận điều tra kết luận, nhưng sau đó Lan không mua cổ phần công ty Sài Gòn Đại Ninh và thống nhất với Chí cộng số tiền đặt cọc 1 triệu đô la, tương ứng số tiền là 23.214 tỷ đồng và 127 tỷ đồng cùng với một số khoản tiền khác để chuyển thành mua 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan. Trang 252 kết luận điều tra xác định về giao dịch đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh, sau đó Lan không tiếp tục tham gia dự án và thống nhất với Chí chuyển số tiền 9,5 triệu đô này cùng một số khoản tiền khác để chuyển thành mua 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan. Nội dung giao dịch kết chuyển giá trị như vậy nếu diễn ra một cách thông thường, rành mạch và rõ ràng thì việc sử dụng giao dịch chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan để thay thế cho ba giao dịch cần phải được thỏa thuận bằng văn bản. Đồng thời, các chứng từ nhận nợ, các hợp đồng liên quan đến ba giao dịch bị thay thế, kết chuyển cũng cần phải được thu hồi, thanh lý. Nếu các bên đã tiến hành như vậy, thì nghĩa vụ thanh toán sẽ dồn hết một giao dịch duy nhất còn lại là hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan. Sau đó, việc ông Chí tiến hành thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan thì mới đúng là nghiêm trọng, do không còn tài liệu giao dịch nào làm căn cứ nào xác định ông Chí phải trả tiền cho bà Lan. Tuy nhiên, thực tiễn khách quan của vụ án lại hoàn toàn khác. Các tài liệu giao dịch của ba giao dịch kia vẫn được giữ nguyên, nằm trong sự quản lý của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 ngày 15 tháng 12 2017, căn cứ pháp lý của giao dịch thỏa thuận mua bán 31,22% vốn điều lệ của công ty cổ phần cao su công nghiệp không hề được các bên thanh lý khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan. Bản tài liệu tóm tắt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh tại bút lục số 582871 được các bên sử dụng như chứng từ nhận nợ của ông Chí đối với khoản tiền nhận từ bà Lan trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Đại Ninh vẫn do bà Lan quản lý và nắm giữ bản gốc tài liệu này. Bản tài liệu thống kê 12 dự án tại huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái tại bút lục 582870 được các bên sử dụng như chứng từ nhận nợ khoản tiền 9,5 triệu đô của ông Chí đối với bà Lan trong giao dịch hợp tác cũng không hề được thu hồi, hủy bỏ mà bà Lan vẫn quản lý và nắm giữ bản gốc tài liệu chứng từ này. Một điều rõ ràng là khi các tài liệu giao dịch của ba giao dịch thực tế không bị thanh lý, thu hồi hay hủy bỏ thì trách nhiệm trả tiền của ông Chí đối với bà Lan qua ba giao dịch vẫn còn nguyên vẹn, không bị triệt tiêu đi. Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Lan cũng không hề có bất kỳ văn bản thỏa thuận nào xác định rằng hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lan đã kết chuyển giá trị thanh toán của ba giao dịch thực tế mà ông Chí không còn nghĩa vụ thanh toán tiền cho bà Lan từ ba giao dịch thực tế kia. Từ đó cho thấy, xét về mặt pháp lý, ngay cả khi đã tiến hành thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10%
vốn điều lệ công ty Văn Lang, thì ông Chí vẫn còn nguyên nghĩa vụ thanh toán mọi khoản tiền phát sinh từ ba giao dịch thực tế đối với bà Trương Mỹ Lan. Yếu tố pháp lý đã làm triệt tiêu tối đa tính chất nghiêm trọng trong hành vi của ông Chí. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét để đặc biệt khoan hồng tối đa cho ông Nguyễn Cao Chí. Số 2. Cần xem xét động cơ của ông Chí trong việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang nhằm tránh nguy cơ phải nhận trách nhiệm thanh toán gấp đôi số tiền thực phải trả cho bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ khoản thanh toán 1.000 tỷ đồng theo giá trị hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang là không có thật. Lý do là vì các hợp đồng này được xác lập chỉ là nhằm để kết chuyển toàn bộ dư nợ của ông Chí đối với bà Lan từ ba giao dịch các bên đã xác lập thực tế trước đó. Tuy nhiên, tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang được ký kết, thì thực tế cùng một thời điểm tồn tại hồ sơ giao dịch của 4 giao dịch gồm: 1. Giao dịch thỏa thuận mua bán 31,22% vốn điều lệ tại công ty cổ phần cao su công nghiệp với căn cứ pháp lý là hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 ngày 15 tháng 12 2017, xác định ông Chí đã nhận tiền của bà Lan theo giao dịch này. 2. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty Sài Gòn Đại Ninh với tài liệu tóm tắt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, xác định ông Chí có những khoản tiền nhận từ bà Lan theo giao dịch này. Giao dịch hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh với tài liệu thống kê 12 dự án là huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái, xác định ông Chí nhận nợ khoản tiền 9,5 triệu đô đối với bà Lan trong giao dịch này. Thứ năm, về hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang, trong đó xác định phía ông Chí đã nhận khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng từ giao dịch này. Về pháp lý, khi hồ sơ chứng từ tài liệu giao dịch của tất cả giao dịch cùng tồn tại thì cũng đồng nghĩa là bằng chứng xác định nghĩa vụ tài chính của ông Nguyễn Cao Chí tồn tại ở 4 giao dịch, trong khi thực sự ông Chí chỉ có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền 1.000 tỷ đồng phát sinh từ số tiền thực nhận. Với việc hồ sơ 4 giao dịch cùng tồn tại thì ông Chí có nghĩa vụ thanh toán gấp đôi khoản tiền thực phải trả thành 2.000 tỷ đồng. Nguy cơ này đối với ông Chí là có thật và thể hiện tại chính những bằng chứng trong hồ sơ vụ án. Cụ thể, trong lời khai của bà Trương Mỹ Lan, biên bản ghi lời khai ngày 24 tháng 9 2023 tại trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương. Tại biên bản này, chính bà Lan đã khai rằng tổng các khoản tiền mà ông Chí nhận của bà Lan lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Lan xác định khoản thanh toán cho hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần tại công ty Văn Lang, tức là 1.000 tỷ đồng, là độc lập với các khoản thanh toán liên quan đến 3 giao dịch thực tế giữa các bên. Chỉ sau này, trong quá trình điều tra, bà Lan mới thay đổi lời khai theo sự thật khách quan của vụ án là việc thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty Văn Lang không diễn ra. Hợp đồng này chỉ là khoản kết chuyển từ 3 hợp đồng giao dịch thực chất giữa các bên. Như vậy, việc ông Chí đứng trước nguy cơ phải thanh toán gấp đôi số tiền thực phải trả do hồ sơ kết chuyển giao dịch thiếu rành mạch là sự thật khách quan của vụ án. Nếu như ông Chí vì vấn đề này mà dẫn tới hành vi thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang thì cần nhìn nhận mục đích bảo vệ quyền lợi của mình không là động cơ nghiêm trọng và rất cần được sự khoan hồng. Luật sư Trần Minh Hải kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét ghi nhận. Số 3. Việc thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 của ông Chí cũng cần được xem xét giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng do xuất phát từ nhận thức muốn bỏ đi sự trùng lập của hai hợp đồng ủy thác cùng tồn tại. Cụ thể là trong vụ án này, kết luận điều tra và cáo trạng đều xác định việc ông Chí thực hiện thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 ngày 15 tháng 12 2017 là thủ đoạn khác mà ông Chí đã thực hiện để nhằm xóa bỏ nghĩa vụ nợ của ông Chí đối với bà Lan.
cần xem xét một sự thật khách quan trong vụ án, đó là giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Chí chỉ có quan hệ thanh toán tiền cho một giao dịch ủy thác duy nhất nhằm triển khai giao dịch mua bán 31,22% vốn điều lệ tại công ty cổ phần cao su công nghiệp. Tuy nhiên, đại diện của bà Trương Mỹ Lan là ông Hồ Quốc Minh và công ty cổ phần Long Thành Investment, tức là phía ông Chí, lại ký kết tới hai bản hợp đồng đều có tính chất ủy thác, nội dung khác nhau. Thứ nhất là hợp đồng ủy thác đầu tư và phát triển quỹ đất ngày 12 tháng 12 năm 2017 được các bên ký kết. Tại hợp đồng ghi nhận rõ tại điều 3 về tiền ủy thác và tiến độ thanh toán, trong đó có thông tin rất chi tiết về từng khoản tiền giao dịch. 2. Hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 được các bên ký sau vào ngày 15 tháng 12 2017, ký giữa ông Hồ Quốc Minh với tư cách là bên ủy thác công ty cổ phần Long Thành Investment cùng 3 cá nhân cổ đông công ty cổ phần công nghiệp cao su với tư cách là bên nhận ủy thác, nội dung ủy thác đầu tư cổ phần. Tuy hợp đồng này có đề cập đến tiền ủy thác, nhưng toàn văn hợp đồng không nêu bất cứ thông tin chi tiết cụ thể nào về số tiền ủy thác là bao nhiêu, thanh toán cho tiến độ, thời hạn ra sao. Theo cáo trạng thì việc thanh toán tiền của các bên diễn ra với chủ đích thanh toán cho hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 ngày 15 tháng 12 2017 như được nêu trong vụ án này. Tuy nhiên, các chứng từ giao dịch lại thể hiện các khoản tiền được các bên thanh toán, nhận thanh toán cho hợp đồng ủy thác đầu tư và phát triển quỹ đất. Hồ sơ vụ án ghi nhận tài liệu phiếu thu ngày 12 tháng 12 2017. Theo phiếu thu này, thì công ty Long Thành Investment có thu số tiền thanh toán đợt 1 là 136 tỷ 800 triệu đồng từ ông Hồ Quốc Minh và có chữ ký xác nhận của ông Hồ Quốc Minh. Nội dung thanh toán ghi nhận rõ ràng là tiền thu đợt 1 theo hợp đồng ủy thác đầu tư và phát triển quỹ đất ký ngày 12 tháng 12 2017. Với tình tiết nêu trên, các triển khai ký kết các tài liệu giao dịch khác với bản chất giao dịch một lần nữa có nguy cơ dẫn đến phía ông Nguyễn Cao Chí bị nhân đôi trách nhiệm từ việc tồn tại song song hai hợp đồng ủy thác, trong khi về bản chất chỉ nhận một lần tiền thanh toán. Việc ông Nguyễn Cao Chí cho thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 ngày 15 tháng 12 2017 có động cơ nhằm giảm bớt một phần trùng lập. Bởi bản hợp đồng ủy thác đầu tư và phát triển quỹ đất ngày 12 tháng 12 năm 2017 cho đến nay vẫn chưa từng được thanh lý. Yếu tố này cần được hội đồng xét xử xem xét ghi nhận sự suy giảm tối đa trong những quy kết về tính nghiêm trọng đối với hành vi thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 mà ông Chí đã thực hiện. Số 4. Việc thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18 của ông Chí cũng cần được xem xét giảm nhẹ tối đa tính chất nghiêm trọng do liên quan đến việc mà ông Chí đã khai nhận, đó là khoản tiền 484 tỷ đồng mà ông Chí đã thanh toán cho ông Hồ Quốc Minh. Liên quan đến hợp đồng ủy thác đầu tư số 18, theo lời khai của ông Chí, thì vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022, ông Chí được người đại diện giao dịch của bà Lan là ông Hồ Quốc Minh cung cấp thông tin bà Lan đang cần tiền, muốn thu hồi lại khoản tiền ông Chí nhận theo hợp đồng ủy thác đầu tư số 18. Do đó ông Chí đã trả hết tiền 21,25 triệu đô nhiều lần bằng các khoản tiền đồng Việt Nam cho ông Minh với tổng giá trị là 484 tỷ đồng. Dựa trên việc thanh toán số tiền này, các bên đã tiến hành thanh lý hủy bỏ hợp đồng ủy thác đầu tư số 18. Kết luận điều tra vụ án xác định bà Lan không biết việc ông Chí chuyển tiền cho ông Minh số tiền là 484 tỷ đồng. Dựa trên nhận định các phiếu thu chỉ bị lập khống, khoản thu chi phí tiền 484 tỷ đồng không được hạch toán, theo dõi tại hệ thống sổ sách kế toán của công ty cổ phần Long Thành Investment. Không có tiền nên cơ quan điều tra đã phủ nhận lời khai của ông Chí về việc hoàn trả khoản tiền này cho ông Hồ Quốc Minh. Tuy nhiên, cần xem xét việc khoản tiền 21,25 triệu đô la không được hạch toán về công ty cổ phần Long Thành Investment có lý do.
tại hợp đồng ủy thác đầu tư số 18, bên ủy thác là 4 người, công ty cổ phần Long Thành Investment chỉ là một người ủy thác, với sổ cổ phần ủy thác chỉ bằng 1/2 tổng số cổ phần của những người ủy thác còn lại. Do vậy, về pháp lý, công ty cổ phần Long Thành Investment không phải là bên được nhận và hạch toán toàn bộ số tiền ủy thác này. Việc giao nhận từ phía bà Trương Mỹ Lan thông qua ông Minh là người đại diện cho ông Chí luôn diễn ra bằng phương thức đưa trực tiếp, không chuyển khoản rõ ràng, không giấy tờ thu chi. Do vậy, việc nhận và hoàn trả lại do ông Chí là người duy nhất và trực tiếp thực hiện ngoài sổ sách hạch toán kế toán của công ty là sự thật phù hợp với thực tế giao dịch giữa các bên. Các phiếu thu chi được đề cập đến trong kết luận điều tra và cáo trạng chỉ liên quan đến hợp đồng ủy thác đầu tư phát triển quỹ đất, chứ không phải phiếu thu chi cho hợp đồng ủy thác đầu tư số 18. Trong vụ án này, ông Hồ Quốc Minh, người được ông Chí xác định là đã nhận tiền hoàn trả từ ông Chí, đã xuất cảnh đi nước ngoài, hoàn toàn vắng mặt trong toàn bộ quá trình điều tra, chi tố, xét xử vụ án này. Sự vắng mặt của ông Hồ Quốc Minh cũng như sự thiếu vắng các tài liệu chứng minh việc hoàn trả tiền này chỉ là yếu tố khiến cho vấn đề chưa được làm rõ, chứ không thể là căn cứ để nhận định không có việc ông Chí trả tiền cho ông Hồ Quốc Minh. Tuy nhiên, khi cơ quan tố tụng cho biết bà Trương Mỹ Lan chưa từng nhận khoản tiền 484 tỷ từ ông Hồ Quốc Minh, ông Nguyễn Cao Chí đã nhận trách nhiệm thanh toán đủ số tiền này cho bà Lan. Kính đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận vấn đề này làm căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt cho ông Nguyễn Cao Chí. Số 5. Về góc độ hậu quả thiệt hại cần xác định, mặc dù ông Chí thừa nhận có trách nhiệm hoàn trả cho bà Lan số tiền là 1.000 tỷ đồng, nhưng con số thiệt hại trong vụ án này không lớn đến mức 1.000 tỷ đồng như xác định tại cáo trạng. Thứ nhất, hậu quả thiệt hại đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản cần xác định chỉ có thể nằm trong phạm vi số tiền giao dịch từ các giao dịch. Đối với bà Trương Mỹ Lan, ông Chí nhận trách nhiệm hoàn trả đúng, đủ khoản tiền 1.000 tỷ đồng và tại phiên tòa công khai, ông Chí đã xác nhận không thay đổi điều này. Tuy nhiên, đối với cơ quan tố tụng để xác định trách nhiệm của ông Nguyễn Cao Chí thì cần phân định rõ số tiền ông Chí nhận trách nhiệm thanh toán cho bà Lan hoàn toàn khác với số tiền ông Chí nhận từ bà Lan. Đó là lời khai nhất quán và có cơ sở của ông Chí theo hồ sơ vụ án. Trong ba giao dịch thực chất giữa các bên thì ông Nguyễn Cao Chí và bà Trương Mỹ Lan đã thống nhất về số tiền giao nhận giữa hai giao dịch, gồm giao dịch mua bán cổ phần tại công ty cao su công nghiệp qua hình thức ủy thác. Tổng số tiền ông Chí nhận từ bà Lan theo giao dịch này là 21,25 triệu đô la, tương ứng với 476 tỷ đồng, ghi nhận tại trang 250 kết luận điều tra. Giao dịch hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh, bà Lan và ông Chí trong các lời khai của mình đều thống nhất xác nhận ông Chí đã nhận số tiền 9,5 triệu đô từ bà Lan theo giao dịch này, tương ứng với số tiền 220 tỷ đồng làm tròn, ghi nhận tại trang 252 của kết luận điều tra. Như vậy, tổng số tiền từ hai giao dịch trên được các bên xác nhận khoảng 696 tỷ đồng. Tuy nhiên, nội dung chưa thống nhất, đó là về số tiền giao nhận liên quan đến giao dịch mua bán cổ phần tại công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ông Chí chỉ xác nhận đã nhận hai khoản tiền. Thứ nhất là khoản tiền 1 triệu đô từ giao dịch này vào ngày 3 tháng 10 2020 được xác nhận bằng chữ R trong khoanh tròn trên tài liệu tóm tắt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Hai là khoản tiền 127 tỷ đồng không có chứng từ giao nhận nhưng ông Chí tự xác nhận. Cáo trạng đang xác nhận ông Chí đã nhận của bà Trương Mỹ Lan 20 triệu đô từ giao dịch này, tương ứng số tiền 465 tỷ đồng làm tròn, ghi nhận theo trang 251 của kết luận điều tra. Đánh giá lời khai của các bên với chứng cứ ghi nhận
tại tài liệu tóm tắt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh cho thấy, tại mục 3, tài liệu này ghi nhận thông tin về tiến độ thanh toán. Theo đó, có 6 đợt thanh toán với tổng trị giá thanh toán lên đến 3.000 tỷ đồng. Thực chất, các bên không thanh toán theo tiến độ này. Phần bên lề trái dọc khổ giấy của tài liệu có ghi nhận thông tin khác. Phần này là viết tay. Về 5 đợt thanh toán như sau. 1 triệu ngày 3 tháng 10, 5 triệu ngày 10 tháng 10, và 5 triệu 15 tháng 11, 5 triệu 30 tháng 11 và 4 triệu 15 tháng 12. Nếu các chữ viết tắt TR ở đây hiểu là triệu đô la, thì 5 đợt thanh toán này có tổng cộng tiền là 20 triệu đô la. Tuy nhiên, chỉ có tại mục 1 TR ngày 3 tháng 10 là có chữ R trong khoanh tròn. Được bị cáo Nguyễn Cao Chí giải thích R ở đây là rồi, nghĩa là thanh toán rồi. Xét từ thông tin này trên tài liệu cho thấy lời khai của ông Chí thì có sự tương đồng với cách thức ghi nhận số tiền giao nhận cho giao dịch hợp tác đầu tư dự án huyện Hải Hà, Quảng Ninh mà ông Chí, bà Lan xác nhận tại thống kê 12 dự án tại huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái. Tại tài liệu này, bên lề trái khổ giấy cũng có ghi thêm 3 đợt thanh toán viết tay là gồm 1. Nay 9,5 triệu có chữ R trong phanh tròn chú thích, 2. T 9 5 triệu và 3 là T 10 4,5 triệu. Từ thông tin ghi nhận này, các bên xác nhận chỉ giao nhận số tiền 9,5 triệu đô la cho nhau. Như vậy, đúng như ông Chí giải thích, chỉ có khoản tiền nào ghi chú chữ R trong phanh tròn là khoản đã thanh toán rồi. Nếu cho rằng số tiền bị cáo Nguyễn Cao Chí nhận từ bà Trương Mỹ Lan là 20 triệu đô la, tương đương với số tiền 463 tỷ đồng, thì có sự vô lý là khi cộng với khoản tiền 696 tỷ đồng từ hai giao dịch còn lại, tổng số tiền được cho rằng bà Lan giao nhận cho ông Chí lên đến 1.159 tỷ đồng, vượt con số ghi nhận tại cáo trạng về khoản tiền ông Chí nhận từ bà Lan đến 159 tỷ đồng. Với các dẫn chứng nêu trên, thì mặc dù đến nay ông Chí không phủ nhận trách nhiệm hoàn trả lại 1.000 tỷ đồng cho bà Lan, tuy nhiên khi xem xét số liệu thiệt hại, đặc biệt là tính nghiêm trọng của sự việc, thì có căn cứ để xác định số tiền mà ông Chí thực nhận từ bà Lan không lớn đến mức con số thiệt hại 1.000 tỷ đồng mà cáo trạng đã xác định. Rất mong hội đồng xét xử xem xét vấn đề này để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Chí. Thứ hai, hậu quả thiệt hại phải gắn liền với hành vi vi phạm. Do vậy, hậu quả thiệt hại thực tế chỉ có thể là khoản tiền 21,25 triệu đô la, tương đương 484 tỷ đồng liên quan đến hành vi thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18. Ông Nguyễn Cao Chí bị chi cứu về thực hiện hai hành vi thanh lý hai hợp đồng trong vụ án này. Đối với hành vi thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang, như đã phân tích, xét về mặt pháp lý, ngay cả khi đã tiến hành việc thanh lý xong, thì ông Chí vẫn còn nguyên nghĩa vụ thanh toán mọi khoản tiền phát sinh từ ba giao dịch thực tế đối với bà Trương Mỹ Lan. Đối với hành vi thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18, thì hành vi này chỉ gây ra hậu quả liên quan đến quan hệ ủy thác giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần cao su công nghiệp. Hậu quả thiệt hại liên quan đến hành vi này chỉ là khoản tiền 21,25 triệu đô la, tương đương 484 tỷ đồng. Hành vi này đâu có tác dụng gì đến các giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty Sài Gòn Đại Ninh hay giao dịch hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Nếu xét các yếu tố nêu trên, thì thiệt hại liên quan đến các hành vi của Nguyễn Cao Chí chỉ là khoản tiền 21,25 triệu đô, tương đương 484 tỷ đồng phát sinh từ hành vi thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 18. Do vậy, kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét xác định mặc dù ông Chí thừa nhận có trách nhiệm hoàn trả cho bà Lan số tiền là 1.000 tỷ đồng, nhưng con số thiệt hại trong vụ án này cũng là số tiền ông Chí thực nhận từ bà Lan.
không lớn đến mức 1.000 tỷ đồng như xác định tại cáo trạng. 6. Xin xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho ông Nguyễn Cao Chí. Ngoài các vấn đề khách quan đã trình bày, đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ dưới đây cho ông Nguyễn Cao Chí. Tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quy định tại điểm S khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Trong vụ án này có thể thấy rõ ông Nguyễn Cao Chí đã hợp tác khai báo thành khẩn trong quá trình điều tra, truy tố. Trong những ngày tham gia phiên tòa vừa qua, ông Nguyễn Cao Chí cũng vẫn thể hiện tiếp tục thái độ hợp tác, trả lời thành khẩn, trung thực những gì mình biết và tuân thủ nguyên túc những yêu cầu, đề nghị của những người tiến hành tố tụng tại phiên tòa. Vì vậy, ông Chí có đủ yếu tố để áp dụng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm S khoảng 1 điều 41 Bộ luật hình sự 2015. Tình tiết người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác quy định tại điểm V khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Cá nhân ông Chí có rất nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần phát triển đất nước và đã được trao tặng nhiều huân chương bằng khen như Huy chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng ngày 15 tháng 12 năm 2021, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 11 năm 2020 do đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn đàn hợp tác và đầu tư giáo dục năm 2020. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua doanh nghiệp doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới phát triển. Bằng khen của Chủ tịch Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 10 năm 2022 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 6/2016-2021. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 10 năm 2022 do đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 2022. Các giấy chứng nhận đạt danh hiệu doanh nhân thành phố tiêu biểu năm 2018, 2020, 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều giấy tờ khen thưởng khác. Tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả quy định tại điểm B khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Ông Chí đã và gia đình đã nộp số tiền khắc phục bao gồm 1. Khoản tiền ngoại tệ là 3.312.300 đô la và 2. là số tiền 16.787.800.000 đồng. Không những vậy, ông Chí cũng đã tự nguyện tác động gia đình nộp khắc phục thêm số tiền là 640.731.600.000 đồng. Tổng cộng số tiền ghi nhận khắc phục của ông Chí trong vụ án này là 735.692.992.300 đồng, cùng với 7 bất động sản kê biên mà gia đình ông Chí cùng bản thân ông Chí nhất trí sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án. Thì tính đến thời điểm hiện nay, hậu quả vụ án liên quan đến hành vi của ông Nguyễn Cao Chí đã được khắc phục hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Cao Chí là người nộp khoản tiền khắc phục thiệt hại kỷ lục trong vụ án, góp phần làm tăng con số khắc phục thiệt hại chung của vụ án. Không những vậy, trong quá trình phiên tòa này được xét xử, gia đình ông Chí đã khắc phục thêm số tiền 20 tỷ đồng và đang nỗ lực khắc phục triệt để hơn nữa thiệt hại vụ án này bằng tiền mặt, thay vì chờ phải thi hành án đối với số tài sản kê biên. Ngoài các tình tiết quy định tại khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015 nêu trên, thì tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự 2015 cũng có quy định khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. Theo đó, ngoài các tình tiết tại khoản 1 điều
51 Bộ luật hình sự 2015 thì tòa án vẫn có thể xem xét áp dụng thêm các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt. Gia đình ông Chí có rất nhiều người có công với cách mạng, có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Cụ thể, ông Chí có mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng được Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3 ngày 28 tháng 5 năm 1985 do đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Chí có bố vợ là ông Bùi Văn Long cũng được Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3 ngày 13 tháng 8 năm 1995 do đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 ngày 19 tháng 6 2006 do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ngày 26 tháng 11 năm 1999 do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996 đến năm 1998, góp phần hoàn thành kế hoạch của đơn vị. Ngoài ra, các yếu tố giảm nhẹ đi tính nghiêm trọng trong hành vi và hậu quả liên quan đến ông Chí mà luật sư đã trình bày ở trên, đề nghị hội đồng xét xử xem xét chấp thuận các yếu tố đó là tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận vào nội dung bản án, kết luận và kiến nghị. Qua các nội dung đã trình bày, có rất nhiều vấn đề khách quan của vụ án cho thấy đã làm triệt tiêu tối đa tính chất nghiêm trọng trong hành vi và trong hậu quả vụ án liên quan đến ông Nguyễn Cao Chí. Ông Nguyễn Cao Chí bị tạm giam cách ly khỏi xã hội trong hơn một năm nay đã là một sự răn đe quá nghiêm khắc đối với ông Chí vì sai lầm của mình. Với các nội dung trình bày nêu trên, luật sư Hải kính đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với ông Nguyễn Cao Chí được quy định tại Điều 59 về miễn hình phạt bạo lực hình sự năm 2015. Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự. Ông Nguyễn Cao Chí, một bị cáo đã khắc phục thiệt hại kỷ lục trong đại án này, vốn là một doanh nhân và bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp của mình thì rất nỗ lực cống hiến trong cộng đồng cho đất nước và điều đó đã được nhà nước ghi nhận bằng trao tặng tấm huân chương lao động hạng 3. Với một trường hợp đáng xem xét như vậy cùng những sự thật pháp lý khách quan xin làm sáng tỏ, xin hội đồng xét xử công tâm khoan hồng đặc biệt cho bị cáo Nguyễn Cao Chí. Đến đây, luật sư Trần Minh Hải kết thúc bài bào chữa của mình.